Trong lúc chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bến Tre chưa có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng quá tải tại bãi rác An Hiệp, là nơi tập kết rác thải lớn nhất tỉnh Bến Tre, thì mùi hôi thối từ bãi rác này vẫn tiếp tục phát tán ra môi trường xung quanh. Tại huyện Ba Tri những ngày qua, rác thải sinh hoạt của người dân doanh nghiệp tiếp tục tràn ra vỉa hè, lòng đường, chợ, công viên do nhân viên môi trường không thu gom, chuyển rác đến bãi tập kết. Con tụi tôi mong muốn á, bây giờ chấm dứt cái cuộc mà đổ rác này nữa, chứ còn kéo dài như này không thể nào chịu nổi về sức khỏe nè. Thứ hai nữa về kinh tác là chăn nuôi thủy sản là không bao giờ đạt cái gì được hết á. Bò, dê, gà, vịt, kể cả là tôm cá. Đây hiện tại bây giờ là mấy cái ao xung quanh gần cái bãi rác là nó bị ô nhiễm, là cá chết hết trơn rồi. Nước đen thui, con không bao giờ con gì sống được, lấy gì đâu mà bà con tôi sống ở đây. Mong muốn người dân là giờ muốn di dời bãi rác cho dân đi sinh sống, làm ăn lại, chứ dân đây giờ khổ quá thì khổ. Thứ nhất là dân ở đây nghèo, thứ hai là ảnh hưởng bãi rác, thì sức khỏe không có, thì làm ăn thì không được. Nay mười mấy năm rồi, mong mà chính quyền cấp trên là xem xét lại di dời bãi rác chỗ khác, thì cho dân đây khôi phục môi trường lại để sinh sống. Rác thì chưa có chở vô được bãi rác ở An Hiệp á, thì nó tồn động, vừa là tồn động rác của thành phố Bến Tre, rồi rác của Châu Thành, rồi rác của Ba Tri. Riêng đối với huyện Ba Tri á, thì hiện nay thì về ở những khu vực, những chợ nè, khu công cộng nè, và những hộ dân nè xung quanh đường, nói chung thì rác để ra cũng rất là nhiều. Trước thời đoạn đó thì trước mắt á, thì huyện cũng tuyên truyền bà con cố gắng là xử lý rác tại nhà, xử lý rác tại nhà, hạn chế tối đa là đưa ra phía bên ngoài, làm rất mất vẻ mỹ quan. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre Trịnh Minh Khôi nói rằng, phần lớn rác thải chưa được thu gom hiện nay, chủ yếu tập trung ở huyện Ba Tri. Hiện Sở đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành chuyển rác thải sinh hoạt ở hai địa phương này về tập kết tạm ở nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, đang bị tạm ngưng hoạt động do vi phạm, thay vì trở về tập kết ở bãi rác An Hiệp như trước để giảm tải cho bãi rác này. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre cũng cho phun hóa chất, phủ bạt kính hơn 50% diện tích bãi rác An Hiệp để hạn chế mùi hôi phát tán, xây tường quanh bãi rác, ngăn nước từ rác thải chảy ra môi trường xung quanh.